vẻ không có nguyên tắc, chỉ sợ kẻ xấu tới ăn hoa quả. Vận động không hề xuất sắc, yêu bạn rồi, tôi liền không đi nữa. Những loại quả nhiều thịt, người bạn mập mạp, thật thà phúc hậu. Ngẩng đầu lên, nắm đấm của tôi tròn tròn, chuyên đánh quái thú. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn, u a i, vươn đôi tay ra, hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ, tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não, u a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào, yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Hu ha hi, vươn cái eo to tròn, u a i, vươn đôi tay ra. Hu ha hi, tham ăn không phải cái cớ, tướng ăn đừng có quá xấu. Hu ha hi, bạn và tôi đều có phiền não, u a i, tôi duỗi chân ra mà đi. Hu ha hi, ngoáy ngoáy cái mông nào, yêu tôi bao nhiêu cũng không đủ. Đội biệt kích trái cây. Tập 5, hộp thôi miên. Và đã xong. Với phát minh này, không gì có thể ngăn cản ta nữa. Đứng gác bên ngoài. Ngươi có nghe ta nói không? Chó ít, ta ra lệnh cho ngươi, ra ngoài. Gì đây? Ngươi không nghe lời ta sao? Tốt lắm, giờ là thời điểm hoàn hảo để kiểm tra hộp thôi miên của ta. Khi ngươi đã nhìn vào hộp thôi miên của ta, ngươi sẽ trở nên bất lực và nằm dưới sự kiểm soát của ta. Ngươi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mọi mệnh lệnh của ta. Đứng lên, ngồi xuống, làm con mèo. Hoàn hảo. Tiếp theo, đám trái cây đó sẽ phải nghe lời ta. Tất cả hãy thu hoạch chăm chỉ nhé. Ai làm việc chăm chỉ, tối nay sẽ được thưởng. Còn ai lười biếng, sẽ phải quay lại rừng để chặt cây. Vâng ạ. Táo, những trái cây này là để dành cho cả làng. Cậu không được ăn chúng. Cô hiệu trưởng, táo đang lười biếng ạ. Cô hiệu trưởng, ai lười biếng? Ai lười biếng sẽ phải quay lại rừng để chặt cây. Cô hiệu trưởng, không phải cô nên phạt chính mình vì lười biếng ư? Không thể tin là cô cũng bị phạt. Ôi trời ơi, cô già quá rồi. Cô vẫn nhớ khi cô còn trẻ và năng động giống các em. Thôi kệ đi, chúng ta chẳng hề giống nhau chút nào. Nhanh lên, ta có cảm giác rằng những trái cây đó đang ở gần đây. Ôi không, mình phải đi cảnh báo những người khác. Hử, ta nghe thấy tiếng động. Tiến sĩ ria đỏ, ta ở đây này. Đuổi theo nó. Đừng vội thế chứ, vì ta có một món quà cho ngươi.
Giờ thì ta muốn ngươi đi và đưa tất cả đám trái cây ở làng ngươi tới nhà của ta. Vâng, thưa ông chủ. Táo, cậu quay lại rồi, gỗ đâu? Và cô hiệu trưởng nữa. Tớ quên mất. Ôi không, vậy nghĩa là cô hiệu trưởng Mận không ở đây. Gì cơ, có phải cô hiệu trưởng Mận bị lạc rồi không? Gì cơ, có phải cô hiệu trưởng Mận bỏ nhà đi không? Gì cơ, có phải cô hiệu trưởng Mận đi du lịch rồi không? Không, đồ ngốc, cô hiệu trưởng Mận mất tích rồi. Vậy có nghĩa là chúng ta không phải thi nữa hả? Cậu không cần phải đánh tớ mạnh thế chứ. Trời đang tối dần và trở nên nguy hiểm. Chúng ta cần tìm cô hiệu trưởng Mận ngay. Táo, dẫn đường đi. Táo, chúng ta đi tìm cô hiệu trưởng Mận nào. Ôi, em xin lỗi. Hả? Cô hiệu trưởng Mận? Đó là cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng, cô đi đâu thế? Bọn em lo cho cô lắm. Cô đến từ nhà tiến sĩ Ria Đỏ. Cô hiệu trưởng, ý cô là sao? Ôi không, đó là hộp thôi miên. Tránh xa nó ra. Hãy theo cô đến nhà tiến sĩ Ria Đỏ. Vâng. Táo, tỉnh dậy nào. Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà khiêm tốn của ta. Chào mừng. Tình hình có vẻ nghiêm trọng phải không? Nhưng chắc hẳn cháu đang thắc mắc tại sao ta không bị chiếc hộp đó thôi miên. Kính râm là thứ bắt buộc đối với một đặc vụ như ta. Ta đồng ý. Bây giờ là lúc để cháu tỏa sáng. Đây là một lọ thuốc thức tỉnh. Một khi họ ngửi thấy mùi này, họ sẽ thức dậy. Giờ thì đi đi và giải cứu các loại trái cây khác. Vâng ạ. Đội biệt kích trái cây, tấn công. Chỉ cần đi qua cửa sổ trên đó. Vâng. Này nhóc, chúng ta dựa cả vào cháu đấy. Chúng ta đang ở đâu đây? Tiến sĩ Ria Đỏ. Dừng lại đó. Giờ ngươi không thoát được đâu. Chúng ta biết làm gì đây? À, tớ có ý này. Tôi đi nếu ông có thể, tiến sĩ Ria Đỏ.
cắn cho ít đi. Vâng. Cô quá già và vô dụng. Cô khiến tất cả các em gặp nguy hiểm. Cô chưa già đâu, cô vẫn còn trẻ. Phải, cô rất mạnh mẽ và tài giỏi, giống như một đặc vụ. Một đặc vụ. Phải, đúng thế. Cô vẫn còn rất trẻ. Phải, đúng thế. Ôi trời, lũ trẻ ngốc nghếch này. Các em không nên nói dối như vậy. Phải, cô hiệu trưởng mận già lắm rồi. Chúng ta không nên nói dối về chuyện đó. Cô nghĩ cô thích lúc em ngủ hơn.